Stephen Curry biến bực tức thành động lực, bùng nổ giúp mang về chiến thắng trước Clippers. Khoảnh khắc nước tràn ly đã suýt khiến Stephen Curry bị truất quyền thi đấu do phản ứng gay gắt với các trọng tài. Sau đó anh đã bùng nổ. Bên ngoài đường biên, Raymond Green biết rằng Stephen Curry đang biến thành quả bom nổ chậm. Anh chứng kiến người đồng đội đang dần nóng lên vì không có được những tiếng còi mà Curry mong muốn từ các trọng tài. Đến hiệp 4, Green quay sang Jordan Poole trên ghế dự bị và nói rằng: "Chờ nhé, Steph chuẩn bị nổ rồi đấy." Đúng như những gì Raymond chia sẻ, Curry đã bùng nổ một cách điên rồ. Giọt nước tràn ly là tình huống Stephen Curry phản ứng gay gắt với các trọng tài và nhận một lỗi kỹ thuật. Anh có bóng phản công nhanh và đã chịu va chạm từ phía các cầu thủ LA Clippers nhưng đã không có tiếng còi nào cất lên. Rất nhiều người đã bình luận trên Twitter và Facebook rằng họ chưa bao giờ thấy Curry nóng giận đến mức độ này. Rất may là ngôi sao của Golden State Warriors đã dừng lại ở đúng vạch giới hạn, không tranh cãi quá gắt gao để dẫn đến lỗi kỹ thuật thứ hai và lặng lẽ đi ra bên kia sân. Giữa những tiếng la ó từ các cổ động viên Clipper, Curry nhìn lên khán đài xong cúi mặt xuống, gật đầu liên tục. Hành động này như thế, được rồi, mình sẽ làm được. Sau khoảnh khắc suýt bị truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng trên, Stephen Curry đã rực cháy một cách điên rồ. Trong 3 pha lên bóng, anh ném vào 3 quả 3 điểm liên tiếp để không chỉ nhấn chìm LA Clippers, những tiếng la ó của các cổ động viên đội bóng này mà còn giải tỏa áp lực về tâm lý cho chính anh đang gặp phải. Từ thế trận còn giằng co, chuỗi điểm cá nhân của Steph đã đưa Golden State Warriors đến với chiến thắng chung cuộc 105-90. Riêng trong hiệp 4, hậu vệ 33 tuổi đã ghi 13 điểm để có tổng cộng 33 điểm cả trận, đi kèm 6 assist, 5 rebound và 6 steal. Là mẫu cầu thủ thi đấu thiên về cảm xúc, Stephen Curry cho rằng hôm nay anh đã biến nó thành động lực để rực sáng trong hiệp 4. Stephen Curry trả lời phỏng vấn sau chiến thắng: "Sau trận, tôi đã cười vì biết rằng khi thi đấu, đôi khi cảm xúc sẽ lấn át và khiến tôi phản ứng theo một cách nào đó. Tất cả cũng chỉ là khao khát chiến thắng luôn cháy trong người tôi. Nó đã có thể đảo chiều và khiến tôi làm những thứ tôi không nên làm. Tôi mừng vì mình đã biết điểm dừng và biết chuyển hóa nó thành thứ thôi thúc tôi bùng cháy trên sân." Bên cạnh Curry, Andrew Wiggins, Jordan Poole và Otto Porter Jr. là những cái tên ghi trên 10 điểm. Trong khi đó, LA Clippers được dẫn đầu bởi 30 điểm, 5 assist của Paul George. Eric Bledsoe và Marquise Morris đóng góp mỗi người 13 điểm. Đánh bại LA Clippers ngay trên sân khách, Golden State Warriors tiếp tục xây chắc vị trí số 1 NBA với tổng thành tích 18-2. Họ đã có 7 chiến thắng liên tiếp và sẵn sàng cho cuộc đại chiến diễn ra tới đây, chạm trán đội đứng nhì NBA là Phoenix Suns.